nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu Vĩnh Thông ngày hôm nay. Thay mặt những người làm chương trình, Thu Hằng xin được gửi tới quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Để mở màn cho ngày hội đoàn kết toàn dân tộc hôm nay, đội văn nghệ khu Vĩnh Thông xin được gửi tới các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân các ca khúc hợp ca, bài ca mặt trận sáng tác Đoàn Bổng, đơn ca Quảng Ninh đất lành thể hiện nghệ sĩ Vùng Mỏ, ca sĩ Tiến sĩ, dân vũ Đoàn kết, đại đoàn kết thể hiện các vũ công câu lạc bộ Hoàng Hướng Dương khu Vĩnh Thông, đơn ca hát về cây lúa hôm nay thể hiện Minh Tuấn, song ca đất nước tình yêu sáng tác Lệ Giang thể hiện Quốc Toản Bích Lẻ, dân vũ một thuở yêu người thể hiện các vũ công câu lạc bộ Hoàng Hướng Dương, đơn ca Bến Nhà Rồng thể hiện Thanh Lưu, hợp ca Hãy Đến Với Con Người Việt Nam Tôi thể hiện đội văn nghệ khu Vĩnh Thông. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Xin kính mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đội văn nghệ khu Vĩnh Thông.